Xin chào tất cả các anh em yêu xe máy nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em thêm về cái thiết bị để sửa chữa hệ thống điện tử phun xăng điện tử AC Pro. Đây mình mới mua về. Đây trên chiếc xe cúp 88. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái này thôi. Rồi mình sẽ đi thẳng chi tiết để báo sửa chữa lỗi của xe luôn. Giờ mình sẽ bắt đầu đi vô bộ phận của nó. Rồi đây là hệ thống đánh lửa, chẩn đoán động cơ, chẩn đoán nâng cao. Mình nhớ xóa lỗi thông số nha, một số thông số nha. Thì hôm nay mình sẽ nói thêm về cái phần này. Đây là nó đang báo lỗi. Thì cái dòng đời xe này là chiếc nó ghi là Cúp 50 2008. Thì nó đang báo lỗi, bộ nhớ báo lỗi. Đây, nó nằm ở phần này. Nó mã lỗi là 54-2-2, là cảm biến góc nghiêng 3. Thì giờ mình sẽ sửa chữa nó như thế nào đây. Rồi mình sẽ thoát ra lại nha. Thì trên đây mình sẽ bấm vô đây, mình sẽ coi nó giới thiệu về gợi ý kiểm tra. Tiếp xúc trên đầu nối cảm biến BA bị lỏng hoặc kém, hở hoặc chập mạch trong dây dẫn cảm biến BA, cảm biến BA bị lỗi, ECU bị lỗi. Rồi giờ chúng ta sẽ thoát ra thử. Đây là một số thông số của nó, mình vô thông số của nó coi. Nhiệt độ động cơ 36 độ C. Thì nhiệt độ động cơ này thì mình chưa chạy. Nói chung là nó cũng hơi nóng nóng thôi mà. 30 mấy độ C rồi. Điện áp, thời gian phun ắc quy có 9 chấm mấy vôn thôi. Lúc đánh lửa mà bơm ga, áp suất mã lỗi mèo có đây. Rồi giờ chúng ta bắt đầu đi vô phần dụng cụ sửa chữa. Xóa bộ nhớ lỗi, xác nhận xóa bộ nhớ lỗi ECU, đồng ý, đang giải phóng bộ nhớ lỗi, quay về, vui lòng tắt khóa điện và bật lại sau 10 giây. Rồi giờ mình sẽ tắt khóa điện, mình sẽ đếm từ 1 đến 10 nha. Rồi ok, giờ mình sẽ bật lại. Quay về. Giờ phần chẩn đoán. Rồi. Bộ nhớ lỗi đã hết báo lỗi rồi. Đây là cái phần này. Mình sẽ vô lại. Đây, bộ nhớ lỗi trống. Với cái thiết bị chẩn đoán AC Pro này thì nói chung là mình mới mua về thôi, thấy nó xài cũng ok. Thông số chẩn đoán AC động cơ. Rồi giờ mình sẽ nổ máy test thử máy ạ. Góc mở bướm ga, điện áp góc mở bướm ga,
đây bồ nhớ mở lỗi mưu chống nè. Đó, cái phần này là hết rồi nè. Mình đã tắt máy rồi nha. Mình sẽ bật lại. Đang tìm kiếm thiết bị. Ok, vậy clip này mình chỉ chia sẻ cho anh em vậy thôi.